Thank you.
Gần hả?
đó bà chị. Ê, tôi nhép đây thân cái này quá ạ. Cần thì ra cảm ơn. Hả? Tiếp xiên. Ba chị đấy. Cóc tiền, đó là ngọt luôn. Bồ ăn thử đi. Ngon mà. Mơ pháo rồi. Sao đeo một chán ấy. Cho nó 200-400 tiền là nhiều. Ôi. Quá chuyện đúng không ạ? Tiền Thái Nguyên cho bạn không ai đi theo. Thế bây giờ chị Thương đi. Thương đi còn vẫn là còn vẫn biết là Thương đi nhưng mà còn con cún nữa, nó đem cả con cún đi. Bây giờ anh Quế, anh Vinh, anh Hoạt thì thấy đang đi đấy. Đang đi hỏi đến năm khá bớt. Em mới 2 cân thôi mà. Hai cân nữa. Mẹ đau quá là chú Thanh Nguyên à? Ừ, đau quá. Chắc là trưa nay cũng hiểu rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quá em. Hey, 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 hey